Nay ngủ quên dậy muộn quá, thấy lợn hất đổ cám linh tinh cả. Mượn cái điện thoại của chú bé quay từ cổng trở vào. Đây các anh em xem. Đấy, lợn đực, nuôi lợn đực cũng vất vả ghê. Cứ hôm nào ngủ quên chậm xuống cho ăn cái phá xóc xách sắt mà đóng chắc thế nào thì chắc vẫn phá bằng được. Đấy mấy xô vôi để thỉnh thoảng khử trùng chuồng trại hất đổ loanh quanh bành hết rồi. Mấy xô cám cũng đổ hết rồi. Đây cái con này đây thưa lông mông to hầu khô dáng rất đẹp, da con là không ai chê được, nhưng mà mỗi tội có cái nết là cứ chậm xuống cho ăn cái đói là phá bằng được, hất đổ loanh quanh bằng đây. Ấy ăn xong yêu cả ở cổng đây, như cái con lợn cái trại này nó ngoan lắm. Con kia đây, đây đây nuôi lợn được là cũng phải chiều hết mức. Mỗi chuồng trại về mùa nóng là mỗi chuồng trại một cái quạt bật suốt ngày đêm và mỗi chuồng trại một cái bóng điện. Cái chuồng này còn quên chưa cả tắt bóng điện này. Đây chuồng này cũng mỗi chuồng một cái bóng. À con gà tre thì nuôi ở trên sàn. Ấy thật đủ hết cả. Ăn no ía gà cổng. Đây gà tre thì gà tre thì chuyên nuôi gà nay chắc dậy muộn chưa kịp chưa ăn chắc nó đã chạy đâu hết ra đằng nào để biết. Ra hết cả ngoài, ra đây ngoài. Con này con cái chạm vài hôm nữa là đẻ. Đây gà chậm dậy cho ăn cái ra hết ngoài. Ra hết ngoài.